Phẩm 16 nhà cửa lộ áp giảng đường tính xá lộ án lan can nơi coi Phật vô lượng tỏ cũng do bay bao tự nhiên hòa thành lại có bạch châu ma ni nghiêm sức sang chói không bị đường cung điện của Bồ Tát ở cũng lại như vậy. Nơi đó có chỗ giảng kinh tùng kinh thở kinh nghe kinh đi kinh hành trên đất tư đạo và tòa thiền trên công trung cũng có chỗ giảng tùng thở thính kinh hành. Nhưng vậy tư đạo và tòa thiền là bậc đã chứng tu đà hoàng. Tư đà ma na hàm quẩn là gì chưa chứng duy việc trí thì chứng duy việc trí các vị ấy tự niệm đạo thiết đạo hành đạo đầy đủ pháp hỷ.